Trung Quốc cam kết duy trì hòa bình, nhưng không thể từ bỏ một tấc đất lãnh thổ nào của đất nước mà Tổ tiên để lại. Đó là lời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhấn mạnh với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm thứ Tư, ngày 27 tháng 6. Phát biểu của ông Tập thể hiện rõ những vấn đề gây căng thẳng đã ăn sâu trong quan hệ Mỹ-Trung, nhất là đối với quan điểm của Lầu Năm Góc là Bắc Kinh đang quân sự hóa Biển Đông. Đón tiếp ông Mattis đang đến thăm Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Ông Tập nói với ông Mattis rằng, Trung Quốc chỉ có ý định hòa bình và không muốn gây hỗn loạn, theo lời đài truyền hình Trung ương nước này tường thuật. Ông Tập nói, lợi ích chung giữa hai nước vượt xa những khác biệt, nhưng trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ thì không thể có nhượng bộ. Ông Tập được dẫn lời nói, chúng tôi không thể để mất cho dù chỉ là một tấc đất lãnh thổ do Tổ tiên để lại. Những gì thuộc sở hữu của người khác, chúng tôi không hề tham muốn các quan chức quốc phòng mỹ đi cùng với ông mattis cho biết các cuộc hội đàm nhìn chung diễn ra tích cực và chân thành dù hai bên thừa nhận những điểm va chạm